Hey, xin chào buổi sáng cô chú ơi. Chay sáng nay ăn cơm nữa nè cô chú. Ngồi đó đi con, ngồi đó đi con. Cái gì vậy? Rớt cơm hả? Để cho chút mà lụm cho. Ăn đi con. Ăn cho ngoan nha. Ăn cho ngoan mẹ thương thương nha. Ôi trời ơi, má làm gì? Ai đi móc mũi trời, đang lên video ai đi móc mũi trời. Ăn đi con, múc cơm vô. Trời ơi, bà đang nghiên cứu coi xã hội đang làm gì đó. Con tự đút đi. Đúng. Đó, thấy chưa? Giờ tự đút ăn luôn rồi. Bây giờ người ta là người có học thức rồi. Ta có đi học rồi, người ta phải tự ăn chứ đâu mà ai mà nhờ mẹ đút đâu nữa. Người ta là người lớn rồi mà. Đúng rồi. Có một cái điều mà Ngọc thấy người Mỹ người ta ưa làm, người ta ưa nói á, là con của người ta thường thường gọi nó là big girl. Ừ, là con gái lớn rồi đó, là phải tự làm hết tất cả mọi thứ, lúc nào người ta cũng nói nó vậy để cho nó biết nó là không phải một đứa con nít mà lúc nào cũng phải 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 có người lớn làm giùm cái này cái kia. Nên là hả, khi mà một đứa con nít mà các bạn rất kỳ đúng rồi con. Khi mà mình gặp một cái đứa nào đó cỡ chừng khoảng 14 15 tuổi mà mình khen nó là mày mày mature quá, là có thể là mày mày lớn, mày người lớn, mày chững chạc quá, nó rất là thích luôn, nó cảm ơn mình liền ngay lập tức. Còn mà mình nói nó mày giống đứa con nít quá à, là bắt đầu nó giận mình liền á, chứ không phải ấy đâu. Nên là bởi vậy những cái lời nói đó, Ngọc cảm thỉnh thoảng Ngọc cảm thấy những cái lời nói của người lớn nó rất là quan trọng đối với những cái sự mà tư tưởng suy nghĩ của trẻ em. Khi mà mình nghĩ nó là một người lớn, con là bây giờ con lớn rồi, con phải tự làm hết tất cả mọi thứ thì cái ý thức của nó sẽ cao hơn. Nó sẽ tự mình nó làm ấy nhiều hơn là mình cứ che chở bảo bọc nó hoài. Cái những cái câu nói rất của người lớn rất 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 là quan trọng luôn á, từng câu từng lời từng chữ nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thôi ngồi xuống đi, đang ngồi hoàng đây à, mới ngồi cứ y như là cứ ăn rồi cứ đi qua muốn đi qua Nhật sống không, ăn cứ ngồi xuống Nhật vậy. God bless you sweetheart. God bless you. Cái miệng nha. Ướt không? Ồ. Đó, chay chay ngồi ăn đi con. Cô chú thấy chay chay bữa nay trời ơi, cô chú coi bữa nay rồi. Lippy á cô. Ngồi xuống đi con, mặc váy mà cứ đứng lên chàng hãng cái chân hoài à. Út của chay á, giờ mà ngày nào cũng kêu chị gửi hình chay cho em đi. Em nhớ chay quá à. Cái gửi hình mà nó ngồi nó ăn á, cái bà nói trời đất ơi giờ ước gì được gặp được được cho đút cho chay ăn. Thôi bà bây giờ người ta là người có học thức rồi, người ta đâu có cần ai đút ăn đâu. Giờ đút ăn người ta không có chịu luôn á. Người ta chỉ cần thấy không? Bởi vì con nít nó mỗi cái giai đoạn nó mỗi cái ấy nó cũng ngộ. Khi mà nó không làm được á thì mình có thể giúp nó, nhưng mà nó khi nó cần làm, nó làm được rồi thì nó không có cần cái sự giúp đỡ của mình nữa. Nó là như vậy á, nó phũ phàng một cách trắng trợn như vậy đó. Giờ mà muốn đút cho chay ăn khó còn hơn là cái gì á Thải, khó dữ lắm, khó luôn. Ăn mà còn dính một ruồi nó còn càng khó hơn nữa. Cô chú nhớ chay với mẹ chay có đăng có cô chú có coi tấm hình Facebook coi chơi hình chay mẹ chay với chay nè. Đó kêu chay cười đi. Đó cười, nó cười vậy đó, coi được đời phải không? Nó cười vậy đó mới chết chứ. Nó cười mà muốn giọng cho nó giọng luôn á. Chay bữa nay đi bơi giỏi lắm nha cô chú. Từ khi chay bơi với mẹ là nói là thiệt là tài là chay lên luôn luôn. Chay bơi với mẹ là tại vì khi mà cái sự dạn dĩnh đó, bởi vì cái này Ngọc với em Ngọc cũng có nói chuyện hôm qua. Đâu rồi, đứng im đi mẹ, nói chuyện cô chú coi chay. Rồi, thank you. Cái người bơi, cái người dạy cho cái đứa trẻ nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chồng Ngọc, anh không có biết bơi. Nên là khi mà anh bơi, anh rất là nhát. Anh không có dám thả nó ra, anh ấy đồ này kia nọ. Nên là cứ hoài 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 chay. Ngọc thấy, nói ủa sao mà cứ hoài hoài mà không có thấy tiến bộ gì hết. Cái đó cũng nhờ cái sự mà chồng Ngọc mà anh đi bắn mắt á.
nên là anh không có bơi được nhiều, nên Ngọc mới là người xả thân ra bơi với Chay. Nhưng mà sau cỡ khoảng một à, hai lần bơi với Chay thì Chay bây giờ bơi là dữ dằn luôn. Nhưng mà rồi từ giờ về sau Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ muốn là người bơi chung với Chay, tại vì khi Ngọc bơi với Chay á, Ngọc rất là dạn dĩnh, thì khi mà cái người mà dạn thì nó sẽ dạn theo luôn, nên là bây giờ hả bơi rất 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 là giỏi luôn cô chú. Lặn thập sâu xuống cái hồ, Ngọc ráng khi mà đưa cho nó qua qua bà cô, xong rồi cái bà cô đưa qua lại cho Ngọc, thì Ngọc cũng ráng cố gắng là đưa, khi mà bà cô đưa qua lại thì khoảng 2 giây sau Ngọc mới chụp nó, để hai trong 2 giây đó nó cố gắng nó bơi qua qua tới Ngọc, để cho càng ngày nó càng lên 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 được chút, chứ không phải là bà cô đưa qua cái mình chụp nó liền, cái mình sợ nó té hay là sao chụp nó liền không. Trong cái 2 giây mà mình ấy, con Ngọc có cái sự mà gọi là cái gì sắp xếp hết trong đầu óc rồi, trong hai vòng 2 giây đó là nó có thể tự mình nó ngơ 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 nó quẩy quẩy quẩy. Bây giờ trời đất ơi, bây giờ mà bơi hả, nói chung là trong cái đám mà bơi chung ai cũng lớn hơn Chay đó, mà nó là người lanh nhất, nó là người dạn dĩ nhất mà bơi giỏi nhất luôn. Cái chân đá 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 mà mấy cô chú hay là với mấy bạn mẹ của bạn của mấy người bơi đó còn nói mà trời ơi nó so good luôn, nó quá giỏi luôn. Ngọc ước gì Ngọc nó có thể thời gian trôi trở lại là Ngọc 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 bơi chung với Chay, để bơi, nếu mà Ngọc bơi chung với Chay từ đầu là bây giờ là Chay đã thiệt sự là biết bơi luôn rồi đó, chứ còn không nói gì nữa, rất là lanh lợi. Rồi cái gì đó, tại vì á, Ngọc á, các bạn biết ở bên bên Michigan đó thì thường thường là mùa đông nó hơi nhiều, nên mùa đông Ngọc rất là ghét bơi. Các bạn biết khi mình là một con gái á, cái mình bơi á, cái mình bơi xong cái đầu tóc của mình nó hả nó ướt nhẹp à, mà ra rất là lạnh luôn. Rồi cái đi ra ngoài trời mùa đông á nó lạnh mà biết chừng nào nó mới, bây giờ mà tới mùa đông á hả mà cái đầu ướt mà đi ra hả có khi đông đá luôn á, nên là Ngọc rất rất ghét bơi vào mùa đông. Người đàn ông á thì người ta khỏe, người ta ra cái bụp cái là xong rồi, khô đầu tóc, còn mình nó mệt mỏi. Nên là cái đó là một trong những lý do mà làm nguyên nhân Ngọc không có muốn bơi ngày xưa. Nhưng mà bây giờ là vì sự nghiệp bơi lội người nhái của em bé hạt tiêu đanh đá. Trời ơi, cô chú thấy thấy Ngọc có Chay có tên mới chưa cô chú? Chay, cái tên mới của Chay là hạt tiêu đanh đá. Coi nhìn hạt tiêu đanh đá nè. Cái tên này là do Chay mẹ Út của Chay đặt chứ không phải là Ngọc đặt. Hai chị em nói chuyện qua nói chuyện lại cái là cuối cùng đặt cho con ta tên hạt tiêu đanh đá thôi được. Chết tên luôn. Nói hả sống trên đời à, hả mới có hai đầu, chưa tới hai đầu bánh chưng nữa mà con nói tên là không còn ai hết. Em bé đầu tóc rối rồi Hồng Hài Nhi rồi hả nàng Út trong bóng tre rồi hả em chay chay của mẹ em ơi rồi gì nữa ta, rồi bây giờ tới hạt tiêu đánh đá rồi cái rồi chúa 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 tể của loài nhõng nhẽo nữa. Quá tên tên quá tên luôn. Có cái mặt kìa, mặt mang mặt nhìn cũng giọng cho giọng không. Chay 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 chào cô chú đi, chay em chay chay của mẹ em ơi, em chay chay nó có cái mặt kìa, ướm hạt tiêu đanh đá này chị cái chứ. Tôi xin chào cô chú ơi, hôm nay lại được may mắn thêm một ngày đẹp trời nữa cô chú. À, chơi chơi bữa nay chơi quân bộ đồ màu trắng mang đây và màu xanh, cô chú thấy dữ tợn chưa. Hôm nay ra đường nó quẹo quẹo trái đó cô chú, chắc đi kiếm hai anh chị kia kìa, hai anh chị kia chắc hôm nay giờ đi học chưa về đâu. Đâu á, đang nó đang cặp cái bịch thun cột tóc của Ngọc đó, đang cầm bịch thun cột tóc đó. Wow, hôm nay trời đẹp quá, hái gì đi. Hai mặc đồ mặc trắng luôn, nguyên bộ trắng luôn, nguyên cây luôn, quá luôn. Đi lại hung hung bạn bè kìa, trời có đằng đó có con chim đang đậu đằng đó kìa, đẹp chứ sao. Hên quay được cái khúc đó. Hiện tại bây giờ còn sớm nên không chưa có ai đi làm về hết, chưa có ai đi học gì hết đó. Cái đó là để chim tới ăn đó con, cái đó là để chim tới ăn đó con. Con lại con hôn bạn chút đi, lại hôn bạn coi, bạn lâu ngày mới gặp kìa. Đúng rồi, thank you.
Rồi, cá hả? Cá, Tính làm gì vậy? Rồi, xong luôn. Rồi ơi, bạn ơi, gọi tên tôi hỡi luôn đi. Rồi bây giờ y như là nằng tắm mà ngồi nhặt cái gì đó, nhặt đậu nè, coi nè, cái thun cục tóc mà coi nó làm rớt vậy nè, cô chú qua bắt đầu nó ngồi nó đụm nè. Rồi giờ là lụm là tới sáng nè. Đó. Coi ngồi. Coi ngồi lụm nè, coi được không? Trời đất ơi đó. Giờ con nói mẹ nói con là gạo với thóc với đậu là nó trộn chung với nhau rồi con ngồi nó con lụm nha. Rồi bây giờ tiếp tục là mẹ sẽ ngồi mẹ thuyết minh bày nha. Nàng tắm của mẹ ngồi nàng tắm của mẹ ngồi lụm từng cọng thun nho nhỏ bỏ vào bịch. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Đúng luôn, y chang luôn, cái bài đó y luôn. Buồn bã quá, lụm vô mà có mặt rất là điềm tĩnh luôn, chứ không có mà một cái chút gì mà nó mệt mỏi vậy. Tại vì đâu phải đâu, biết sao không? Đâu phải đi, đâu có đi dự hội gì đâu. Ủa, lụm vậy là xong rồi đó hả? Còn nữa chứ. Ừ, còn nữa, lụm hết vô. Đó, rồi bây giờ là làm biến là phải lùa hết cả đám vô bằng tay. Chưa xong. Cái gì con kia mẹ phụ con hả? Trời ơi, bây giờ nó làm biến rồi. Rồi, nó lấy cái tay nó ngồi xuống lụm hết cho mẹ, lại lên. Bây giờ mẹ sẽ trở thành mụ gì ghẻ. Lụm hết vô. Ai mượn? Đó. Có cả bàn tay nhỏ bé đi lụm. Tội nghiệp chưa? Cô chú có ai giúp em không? Mẹ sao mẹ? Mẹ còn hơn mụ gì ghẻ nữa, mẹ không giúp em. Em mới có chưa tới hai nồi bánh chưng nữa. Còn cô tắm là cô tắm rồi ha, mười mấy 20 tuổi. Rồi ngủ kêu ê vô lụm phụ coi. Lụm. Ê, tôi đi ngang mà không giúp đỡ bạn bè với vậy, bạn bè chơi kỳ vậy. Trời ơi, ngồi lụm mà còn một cái chân cong lên, một cái chân thẳng ra. Không phải là lụm là vậy đâu, phải là ấy đâu nha, người ta lụm phải có cái thời trang, cái tướng ngồi là phải có cái phong cách. Trời ơi, giờ thẳng ra luôn rồi. Cô chú coi này nha, nó lụm hết đó chứ không phải giỡn đâu. Cha, bây giờ mày mới để ý dưới đôi giày này nè, có một cái hình bông hoa ha, giữ ha. Bữa nay là mẹ với Chay đi thăm dì Nhi mà bữa rồi đi thăm dì Nhi, bữa nay dì Nhi có em bé rồi, đi vô cái bệnh viện dì Nhi đẻ em bé là cái bệnh viện đó của Chay rồi đó, đẻ luôn. Chay vô Chay gặp cô y tá đó, không có biết Chay là ai nhưng mà cô y tá biết mẹ Chay, nên là cô y tá nói trời đất ơi, hồi đó tao đỡ đẻ cho mày trong bệnh viện nè, không phải đỡ đẻ mà tao là y tá chăm sóc cái phòng của mày đó. Nói bà nhớ tôi không? Nó nhớ. Con mày bữa nay nó lớn vậy luôn hả? Nó đó gần 2 tuổi rồi đó, là từ khi đẻ xong đó là gần 2 năm mấy, đâu có vô lại bệnh viện làm chi nữa. Mày vô hên gặp bà chứ. Bà nói trời ơi dễ thương quá. Thương gì nó? Trời giờ đếm quanh chu chi. Đúng rồi, thấy chưa, người con người ta là người có học thức mà. Người ta làm gì cũng phải cái dính líu chữ nghĩa rồi toán số rồi trong đó chứ rồi. Ngồi nhặt là nhặt đơn sơ vậy đâu, người ta vừa nhặt mà người ta vừa học hỏi. Thấy dữ không? Đó phai luôn rồi, thấy chưa? Đếm nhỏ quá không sợ người ta không nghe, đếm lớn lên. Con đếm đi 1 2 nó lụm hồi cỏ đồ này kia khác nọ, lá cây khô rồi là dính trong hết luôn đó. Cái thun cột tóc này là ngọc búa Việt Nam đem qua các bạn, còn rất rất là nhiều luôn. Ngọc đem qua cái thun cột tóc này cỡ chừng 5 năm rồi đó mà giờ này vẫn còn, tại vì Ngọc rất là thích xài cái thun cột tóc kiểu này, nên là hồi đó trước lúc qua Việt Nam qua là Ngọc mua mấy bịch luôn. Trời ơi, mà xài chắc cỡ mấy ngàn cọng luôn á, mà xài tới giờ luôn không biết chừng nào mới hết luôn á, chắc hơn 2 năm nữa mới hết mấy bịch này. Mà giờ có Chay nó mới hao thêm đó, có bả dành cột tóc thêm nó mới hao thêm cái thun của người ta đó chứ. Nó đâu có à hao. Mỗi ngày là bả ăn cộng, mỗi ngày Ngọc thì 2 ngày Ngọc mới cột một cộng. Bả là mỗi ngày mới cột mỗi cộng là bả là người xài cuối cùng, nó là người chuẩn bị ra nó xài hết dây thun của tôi, mà còn nội là làm rớt làm đổ nữa. Còn làm mất nữa. Mà biết bao nhiêu cộng thun của người ta. Bả đẻ ra hao tốn thêm chứ không được gì. Thấy tôi ngồi tôi chửi nó chứ ngồi nó lụm lại lụm.
Máy bay hả con? Đó, nó nghe tiếng máy bay trên trời đó. Đó, cô chú thấy em xiên chưa? Giờ mà có bịch thun này là nó chơi nãy giờ, nó chơi trong nhà từ hồi nãy giờ rồi. Có bịch thun này nó chơi múc mua ông địa luôn á. Con nhiều lắm. Không được bỏ sót. Bỏ sót là mày không có cho đi trễ hội nha. Cái chú này là đang tới làm đèn cho Ngọc. Nó cứ đeo theo người ta, nó chơi miết không. Oh. What is that? Chú này là những cái đèn ở trong nhà Ngọc là hay những cái gì đó là gọi ổng tới ổng làm hết. Ổng là người Ukraine. Mấy cái nghề này bên đây tiền không á các bạn ơi. Một tiếng đồng hồ là Ngọc trả chú này là 30 đô cho một tiếng đồng hồ để tới đây làm. Hồi nãy giờ xà quần là hết tiếng đồng hồ mà chưa làm được gì vô gì đó. Làm xong chứ cũng phải có 2 tiếng đồng hồ nữa. JD, come back. Mà từ sáng giờ là ông đi làm mấy chỗ mà chứ không phải là cái chỗ này của Ngọc đâu nha. Come back. Say yeah, come back. Thank you. Đó, chay người ta lấy cái túi xong tại vì gì chay? Tại vì hai cái đèn mà ở nhà Ngọc để á là nó choáng chỗ quá, nhà nhỏ mà còn dựng hai cái đèn nữa nên bây giờ Ngọc bắt nguyên cái đèn máng ở trên luôn cho nó cho rộng rãi chỗ, cái nhà nhỏ diện tích nhỏ mà mình phải thiết kế làm sao cho có cái không gian sống đồ này kia, chứ còn không gian sống toàn đèn không mà. Đây là chiếc xe của chú đó nè, ông mua để ông để tất cả những cái đồ đạc dụng cụ đi làm của ông. Nghề này bên đây ông một trong cái gọi là cái gì, cái người mà phụ á, người phụ của chú này là nhiều lắm. Call me when you need me, okay, thank you. Trời ơi, hồi bữa là lúc mà Ngọc gắn mấy cái đèn ở trong Ngọc không là sương sương là ông có 4 người thợ rồi đó. Đi vô nhà làm cho Ngọc á, mà cách đây năm mấy rồi hả? Trước chưa đẻ chay nữa, năm mấy 2 năm rồi đó. Nhưng mà chú này mình cũng phải nhờ ổng dài, tại vì là bên đây Ngọc cũng, cái này là một cái người bạn của Ngọc giới thiệu Ngọc á. Tại vì thấy làm việc cũng ok, nhưng mà tiền chạc thì cao hơn Việt Nam mình chạc nhiều lắm. Tính tiền theo giờ mà. Oh no, gì mà oh no, từ từ vậy? Con làm gì vậy? Mình đi vòng vòng chứ đâu phải mình follow ông đâu con. Không phải đi theo ông đâu. Ồ, hôm nay trời quá đẹp luôn, wow. Ước gì quanh năm suốt tháng Michigan thời tiết y vậy trời. Ngày đó sao nó xa vời quá. Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Lâu quá mẹ với chay không hát ta rồi. Tối nay rảnh ngồi sương hát bản người ta. Hả chay? Ngày đó sẽ không xa xôi. Sao con? Sao vàng ơi? Không mẹ miếng vàng. Trường lắm mấy cô chú ơi. Vàng quá. Thung cái mặt này quay không biết ngán luôn đó cô chú ơi. Nó thơm lắm, cô mặt nó thơm dữ lắm. Miếng sơn mùi bánh mùi kẹo á. Mặt cũng chậm như vậy. Cái gì? Gì con? Hả? Đi đó. Nắm tay mẹ đi đó. Trời ơi, nắm tay mẹ đi đó. Đi đâu? Nói mẹ nghe trai. Đi chào. Đi ra thuyền chơi không? No, không đi. Thằng người ta có chính kiến, người ta biết đi ra thuyền là chỗ nào, người ta biết mà. Biết cái thuyền là cái chỗ nào. Rành tiếng Việt không ai vô rành bằng luôn. Bà ngoại cứ sợ không có biết tiếng Việt, không nói được tiếng Việt bây giờ. Chữ gì đó cũng biết á. Không có chữ nào mà nó không biết á. Có chữ cạc hịa là nó chưa biết thôi. Sương là cũng chưa biết luôn. Chứ còn là từ điển. Con nói đi. Thiên Nga. Nga. Đúng rồi, thấy chưa? Người ta chỉ Thiên Nga rồi. Nắm tay mẹ hả? Trời ơi, con nắm tay mẹ nhẹ nhàng vậy chứ. Lôi đi thôi chứ không có làm gì hết. Đi đâu? Đi đâu? Đi kiếm bà đi đâu là xong. Hả? Không hả? Đi kiếm đi đâu là xong. Đây ha, đây.
Bà đi rồi, bữa giờ bà trốn ở đâu hoài mà mình không kiếm được bà ra. Nó mà mỗi lần quẹo vô nhà nó nhìn qua bên nhà bà đi đó rồi, nó nói Lawrence, Lawrence, nói vậy đó. Này đó, rồi, lên đây coi 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 coi. Coi bà đi Lawrence có nhà không? Giờ chắc bà ngủ rồi chị ơi. Thì cái chứ dành cả tuổi thanh xuân để đi kiếm bà đi Lawrence. Thiệt, cái tình thì cái chứ. Ta lúc nào ta đi kiếm bà đi rồi ta cũng mặc đồ đàng hoàng, mặc đồ con mở tự mở cửa rồi tự đóng lại luôn. Trời ơi, cái cửa đừng nói cứ lùa đó mà cũng đóng được nữa nha. Nhà người ta y như nhà nó. Cái hên là bà chưa mắc đồ đó, bà mắc đồ là bị là biết. Ơi trời 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 trời, be careful. Từ từ coi. Rồi nắm tay ở nhà. Thôi kẹp nách hả, tay hả? Trời ơi, nó kêu đưa tay cho nó nắm đó. Thấy chưa? Trời đất ơi, nó nói tay. Thấy chưa? Con chú chứng kiến rõ ràng. Vậy đâu? Vậy vô nhà hả? Vô nhà bác kia làm công chuyện rồi sao mày quay phim con được? Bác kia làm công chuyện rồi mày ngồi mày nói như cà nhảm rồi bác nói mày khùng rồi sao? Hả? Đi vòng vòng lại kia chơi đi con, lại ngủ cái chị kia chơi kìa. Cái chị mà chị mới đi học về á. Nhớ không? Không hả? Không chịu hả? Rồi con chú ơi, định mệnh rồi, nó không chịu đi chơi, dội vô nhà. Nó thấy bác này trong nhà dẫn đồ vô rồi. Nó là chỗ nào mà có người là có nó. Ôi dạ. Thank you. Thank you. Rồi ăn bánh đó, anh em mời bánh đó. Thôi lạnh không?